Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Chọn Bất Động Sản Đơn Giản Thôi Mà. Đây là chương trình mình làm về chủ đề bất động sản với mong muốn không chỉ giúp các bạn hiểu hơn về đại đô thị Vinhome Grand Park mà còn cung cấp những thông tin bổ ích để giúp các bạn có một quyết định đúng đắn hơn khi xuống tiền mua bất cứ một bất động sản nào trong tương lai. Và trước tiên để vào với số thứ tư ngày hôm nay thì mình xin tặng tất cả quý vị và các bạn một bài thơ. Bài thơ xin phép được bắt đầu. Đêm qua mơ sắm được nhà, hôm nay mới biết hóa ra thật này, chỉ 50 triệu cầm tay là có nhà đẹp ở ngay Sài Gòn. Đấy, Vinhome họ bảo vẫn còn ưu đãi hấp dẫn, kèo ngon quá trời. Nghe xong bỗng thấy yêu đời ấy. Má không chắc thật, quất thôi sếp à. Vâng, và số trước thì có lẽ chúng ta đã quá rõ về 6 tiêu chí khi mua một bất động sản. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem chỉ với 50 triệu đấy nha, thì mua nhà Vinhome như thế nào, chính sách Vinhome Priority để mua căn hộ trong đại đô thị của Vinhome Grand Park là sao. Không để mọi người phải chờ lâu nữa, chúng ta cùng kết nối với chị Thùy Vi là đại diện của Vinhome và chị Kim Thu là đại diện của ngân hàng MB Bank ngay sau đây. Vâng, xin chào chị Thùy Vi ạ. Và em được biết thì dự án The Origami đang gây ra một cơn sốt ở trên thị trường bất động sản khi mà được bàn giao nhà vào tháng 12 năm 2021 tới đây. Một dự án mà theo phong cách của Nhật cũng như là được thừa hưởng rất nhiều từ đại đô thị Vinhome Grand Park. Thì chị cho em hỏi về cái phần pháp lý của dự án The Origami này thì như thế nào đúng không ạ? Về pháp lý thì chúng tôi cũng thấy có rất là nhiều dự án hiện tại đang xây dựng không phép, dẫn tới cái tình trạng là khi bàn giao thì chậm tiến độ cho khách hàng. Còn đối với dự án của Vinhome á, thì về giấy phép xây dựng đã có và đã được chấp thuận, cũng như là sẽ bàn giao nhà cho khách hàng theo đúng quy định. Và bên cạnh đó thì cái việc mà cho khách hàng ký hợp đồng mua bán cũng chính là một cái việc thể hiện cái tính pháp lý rất là cao. Vì vậy khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm khi mà chọn mua căn hộ The Origami cũng như là các căn hộ khác trong dự án Vinhome Grand Park. Vâng, mà em hiểu thì là bây giờ về phần pháp lý thì có lẽ là đã xong, ok. Vậy thì chị có thể cho em hỏi về cái chính sách 30 cụ thể nó như thế nào được hay không? Vì em cũng có nghe qua về chính sách 30 này rồi, đó là không trả trước này, không áp lực tài chính này và không chờ đợi này. Thì em cảm giác là nghe xong cái 30 đấy là em có thể tay không bắt giặc rồi. Đối với những nhà đầu tư, họ thậm chí là phải bỏ ra một số tiền quá là nhỏ mà để có thể đầu tư, hay với những người mà đang cần có nhà để ở, người ta cũng phải bỏ ra mọi thứ rất là ít. Vậy thì chị có thể chia sẻ cái đầu tiên, đó là không trả trước là như thế nào đúng không? Không trả trước là như thế nào? Không phải trả trước toàn bộ hoặc là ngay cả 10% tối thiểu khi đặt mua căn hộ như trước giờ, mà bây giờ khách hàng chỉ với 50 triệu đồng tiền cọc là khách hàng đã có thể sở hữu căn hộ The Origami, và khách hàng sẽ có thêm một tài sản đảm bảo khác được định giá phù hợp với lại cái căn hộ khách hàng mua. Thì nếu mà như vậy thì nghĩa là khách hàng hoàn toàn có thể là không cần phải bỏ tiền ra để mà mua căn hộ. Wow, thực sự đấy là một cái đấy em cảm thấy hơi bất ngờ đó. Thế nhưng mà liệu rằng là vậy thì có áp lực gì về tài chính đối với những người mua hay không, khi mà họ phải bỏ ra một số tiền rất nhỏ là họ đã có thể sở hữu được rồi ạ? Không áp lực tài chính, tức là căn hộ khách hàng mua được hỗ trợ 100% lãi suất là 0%, hỗ trợ cho khách hàng sau khi nhận bàn giao lên tới 11 tháng. Tức là đa số căn hộ trên thị trường thì họ thường là sẽ là hỗ trợ đến khi nhận bàn giao thôi. Nhưng đối với The Origami thì khách hàng được hỗ trợ sau khi nhận bàn giao. Thì sau khi khách hàng về ở nhận căn hộ, khách hàng hoàn toàn có thể là tạo ở nè, hoặc là cho thuê, hoặc là bán lại ngay khi thấy là căn hộ lên giá. Cái vốn tự có của mình, khách hàng hoàn toàn có thể là gia tăng cái lợi nhuận, gia tăng tài sản. Tiền thì tiếp tục là sinh sôi, tài sản tiếp tục là nảy nở. Em đã có thể hiểu được là về cái phần khi mà mua nhà Vinhome thì là em sẽ không bị áp lực gì về tài chính cả. Và em cũng không phải trả trước nhiều. Đó, vậy thì về còn phần gọi là không chờ đợi thì chị có thể nói rõ hơn đúng không ạ? Không chờ đợi, tức là chủ sở hữu căn hộ The Origami hoàn toàn ngay bây giờ có thể sử dụng những cái tiện ích hiện có của khu đô thị, ví dụ là như là công viên Vinhome Grand Park rộng 36 hecta, cùng với việc The Origami dự kiến bàn giao vào tháng 12 2021. Và đây cũng là một điểm đặc biệt
của dự án so với tất cả những các dự án khác trên thị trường. Vâng, và xin cảm ơn chị Vy rất nhiều. Và vừa rồi thì qua những chia sẻ của chị Vy ở bên Vinhome thì chúng ta đã có được một thông tin rất quan trọng khi mua nhà tại dự án The Origami, tức là không phải lo một khoản nào khác, chỉ cần đặt cọc 50 triệu mà thôi. Đó, cũng như là việc không bị áp lực tài chính, nhận nhà xong còn được giãn thời gian thêm 11 tháng nữa, và cùng với đó là không phải chờ đợi, tức là nhận ký hợp đồng mua nhà xong đấy, là mặc dù chưa nhận nhà nhá, thế nhưng là đã có thể được sử dụng tiện ích của đại đô thị Vinhome Grand Park rồi, cụ thể là đại công viên 36 hecta. Thế nhưng mà tuy nhiên thì chắc là nhiều người vẫn còn đang khá là lăn tăn, cụ thể là phải vay ở đâu này và chính sách lời lãi như thế nào, đúng không? Ok, và có lẽ rằng chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cái chính sách Vinhome Priority. Đấy là một chính sách mà Vinhome đã liên kết cùng với rất nhiều các ngân hàng, trong đó có ngân hàng MB Bank thực hiện. Và chúng ta sẽ cùng gặp với lại chị Kim Thu, chị là đại diện đến từ ngân hàng MB Bank, để cho chúng ta câu trả lời chính xác nhất ngay sau đây. Vâng, xin chào chị Kim Thu ạ. Vâng, em đã vừa được nghe chị Vy chia sẻ về chính sách 30 rồi, và em muốn hỏi chị sâu hơn một tí xíu nữa, đó là về việc điều kiện nào thì mọi người có thể được vay vốn ở bên ngân hàng MB Bank và mua nhà ở bên Vinhome ạ? Khách hàng chỉ cần cung cấp thêm một cái tài sản độc lập để có thể đảm bảo cho giá trị khoản vay 20% đến 30% giá trị căn hộ mà khách hàng đang định mua. Và cái giá trị tài sản này thì sẽ được MB định giá sát với giá thị trường. Tài sản thì có thể là thuộc sở hữu của khách hàng hoặc là của bố mẹ, anh chị em ruột. Khi mà cái giá trị tài sản độc lập cung cấp mà có giá trị lớn, khách hàng có thể có nhu cầu mua nhiều hơn một căn, có thể là 2 đến 3 căn, miễn là cái giá trị tài sản để đủ đảm bảo thế chấp cho khoản vay. Ngoài ra thì như các bạn cũng biết là khi vay vốn ngân hàng thì khách hàng sẽ phải chứng minh cái năng lực tài chính, thể hiện là khách hàng có đủ cái khả năng để trả nợ gốc lãi của khoản vay. Wow, thực sự là em thấy bên Vinhome và MB Bank hỗ trợ cho mọi người rất nhiều, có những chính sách thực sự là tuyệt vời. Thế nhưng mà vẫn còn một cái nữa em khá là lăn tăn, đó là tháng 12 này em được nhận nhà ở dự án The Origami, và sau đấy em được ở 11 tháng, em không phải trả lãi suất. Nhưng liệu rằng là đến tháng 12, từ tháng 12 trở đi thì cái lãi suất đấy nó có bị cao quá hay không, hay nó sẽ được tính như nào? Thì rất mong chị chia sẻ. Với chính sách 30 lần này của Vinhome, quy định rõ là khách hàng sẽ được hỗ trợ lãi suất trong vòng 11 tháng kể từ ngày bàn giao nhà. Trong cái thời gian hỗ trợ lãi suất thì khách hàng sẽ không phải trả gốc, không phải trả lãi. Và có một cái điểm đặc biệt là giá bán của căn hộ, khi mà khách hàng tham gia hỗ trợ lãi suất hay không tham gia hỗ trợ lãi suất thì đều không thay đổi. Sau khi hết hỗ trợ lãi suất thì khách hàng sẽ được áp dụng mức lãi suất thả nổi với công thức là lãi suất tham chiếu cộng với một biên độ nhất định. Và khi so sánh với mức lãi suất của thị trường thì mức lãi suất này hoàn toàn cạnh tranh. Tùy vào nhu cầu của khách hàng, khi mà khách hàng có nhu cầu tất toán trả nợ trước hạn một phần thì khách hàng hoàn toàn có thể tất toán. Và khi mà sau khi tất toán thì khách hàng sẽ nhận lại được cái căn nhà mà mình đã thế chấp cho cái khoản vay 20% của mình. Vâng, cảm ơn chị Kim Thu rất nhiều. Vừa rồi thì chúng ta có thể thấy được một chính sách quá tuyệt vời kết hợp giữa Vinhome và các ngân hàng, trong đó có ngân hàng MB Bank. Và bây giờ thì mọi người có thể hoàn toàn yên tâm khi mua nhà tại dự án The Origami, bởi vì lãi suất sẽ không phải là quá cao mà vẫn theo mức chung của ngân hàng. Mọi thứ cực kỳ cạnh tranh. Vâng, và bây giờ thì có lẽ là mọi người đã hiểu hơn rất nhiều về cách để mua nhà tại dự án The Origami qua chính sách Vinhome Priority. Chính sách này là một ưu đãi mà mình thấy thực sự là rất rất lớn đối với những ai muốn mua căn hộ ở The Origami, bởi vì là vừa có thể được sở hữu nhà này, mà trong cái thời gian chưa phải trả lãi ấy, thì mọi người có thể cầm tiền đi để đầu tư ở một chỗ khác kiếm lời. Vâng, và để cụ thể hơn thì bây giờ mình sẽ lấy một cái ví dụ khi mà bạn mua căn hộ một ngủ có giá là 1 tỷ rưỡi tại dự án The Origami, và chúng ta sẽ so sánh là căn hộ 1 tỷ rưỡi đấy chúng ta mua khi mà có chính sách hỗ trợ của Vinhome Priority sẽ khác gì với việc mà các bạn phải thanh toán bằng vốn tự có. Thì giá trị căn hộ mua là 1,5 tỷ, thời gian hỗ trợ lãi suất tối đa. Thì với khách hàng mua bằng vốn tự có thì cái này là không có. Với khách hàng mà vay theo chính sách của Vinhome Priority là 20 tháng, trong đó có đến 11 tháng sau bàn giao, vốn có khách hàng phải chuẩn bị để thanh toán cho chủ đầu tư. Với những người mà mua bằng vốn tự có thì tất nhiên rồi, 1,5 tỷ. Còn với khách hàng
mà mua theo chính sách vay hỗ trợ lãi suất của Vinhome Priority thì họ không mất đồng nào cả. Lãi tiền gửi khách hàng được hưởng do chưa phải trả tiền cho chủ đầu tư, chiết khấu dòng tiền. Khách hàng nếu mua bằng vốn tự có tất nhiên thì trả được một lãi nào cả. Nhưng mà nếu như khách hàng vay theo chính sách hỗ trợ lãi suất của Vinhome Priority, tạm tính theo lãi suất là 6% một năm từ ngày khách hàng mua đến ngày khách hàng nhận bàn giao, bắt đầu là từ tháng 12 năm 2021, thì mọi người sẽ dôi ra được 18.961.644 đồng. Lãi tiết kiệm khách hàng được hưởng từ ngày khách hàng nhận bàn giao đến hết hỗ trợ lãi suất của chủ đầu tư tối đa là 11 tháng. Chi tiết được quy định theo từng tòa và từng căn hộ. Những người mà mua theo chính sách hỗ trợ của Vinhome Priority thì họ sẽ dôi ra được một số tiền, đó là 61.841.096 đồng. Thì tất nhiên với những người mà mua bằng vốn tự có thì họ không có đồng lãi nào cả. Đó, và tổng lãi suất khách hàng được hưởng theo phương án lãi tiết kiệm ngân hàng chưa bao gồm các hình thức đầu tư khác có lãi suất cao hơn. Những người mà mua bằng vốn tự có thì tất nhiên họ cũng chả có đồng lãi nào cả. Mua theo chính sách hỗ trợ lãi suất của Vinhome Priority thì họ sẽ dôi ra được một con số, đó là 80.802.740 đồng. Vâng, và vừa rồi thì các bạn có thể thấy rằng là rõ ràng khi mua nhà theo chương trình Vinhome Priority thì sẽ mang lại cả một cái tài sản giá trị, đó là căn nhà, và lợi nhuận khi không phải bỏ vốn hơn hẳn so với việc là mua nhà thông thường không có lãi, xong bắt đầu là lại còn phải chuẩn bị một số tiền rất là lớn ngay thời điểm vừa nhận nhà nữa. Vâng, và 4 tập vừa rồi của series chọn bất động sản đơn giản thôi mà, hy vọng là sẽ giúp cho những ai đang có nhu cầu mua nhà ở hoặc là đầu tư bất động sản sẽ hiểu rõ hơn về 6 tiêu chí chung để đánh giá một dự án, đó là pháp lý, vị trí, tính năng sử dụng, giá, thanh khoản và hạ tầng. Vâng, và qua series vừa rồi thì điều mà mình cảm thấy tâm đắc nhất là đã giới thiệu được đến với mọi người cái đại đô thị quá hành tráng, đại đô thị Vinhome Grand Park nói chung và dự án The Origami nói riêng ở giữa lòng thành phố Thủ Đức với rất nhiều những ưu điểm nổi bật, không chỉ đáp ứng đủ 6 tiêu chí mà mình đã phân tích mà còn dễ dàng sở hữu với chính sách 30 Vinhome Priority, không trả trước này, không áp lực tài chính này, và hay nhất là còn không phải chờ đợi nữa. Và hy vọng là qua 4 số vừa rồi của chương trình chọn bất động sản đơn giản thôi mà thì các bạn đã có thêm cơ sở để chọn những bất động sản ưng ý cho mình. Và nếu có hứng thú với lại dự án The Origami cũng như là chính sách Vinhome Priority thì các bạn hãy nhớ hãy nhanh chóng sở hữu cho mình một căn ngay nhá. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.